切回来啊。cánh do cánh của em sư là do cánh nước thì nước có cái gì mà sợ rồi sợ nó điều chỉnh nó bay vào đấy là cái chút nó giảm ra cái tàu quá bình đầu tư là do gió Thank you.
Thôi bắt đầu thôi rồi. Mấy tí rồi. Hết xuống. Hết rồi. Chứa thuốc đây à? Đấy, à. Thuốc hay nước ở dưới. Thế cái này nó có phun được một cái ruộng VVS được không? Quy mô nhỏ thì tức là bé đến đâu thì phun được, nhưng mà nó không mang tính hiệu quả kinh tế. Nó phải rộng thì nó mới hiệu quả kinh tế, nó thay cho con người. Nhỏ cái này là của nước nào nó bán? Cái này thì nếu mà cái công nghệ mà của máy bay ấy, thì từ Mỹ, nhưng mà nó sản xuất thì nó những cái này nó đều đặt ở nhà máy ở bên Trung Quốc. Ông ơi. iPhone của mình cũng vậy, và tất cả những cái dân này như này dân mua được nhỉ? Thì cái con kia là phun con ấy ác, chỉ con ấy là mười mấy lít, còn là công suất nó mạnh hơn, con lớn. Cái loại này là không khỏe mà cái kia. Giờ phải cao hơn, cao hơn. Cái này là nó tròn, cái kia là ngang. Cái này là nhanh. Cái này nhanh này. Cái này chắc 7 phút thôi này. Thế ta này. Nhanh. Cái này mới là nhanh này. Ông đều với công là do mình điều chỉnh. Chưa đến 10 giây chỉnh đi hết như kia rồi. Cái này là không, cái đấy là do mình điều khiển chứ. Không nói rẻ nên nó hai trăm triệu. Được, tôi khả năng là phun mưa, phun nước. Đây cần nước mà. Nước. Cả nước. Ở đây còn gì cái mát này. Càng ngày càng hơn càng lấy nhỉ. Ủa, nhanh hơn tốc độ to. Lại kia còn cái kia nữa. Cùng cùng với thằng này. Đây là toàn vi mét mà. Nó hạ thấp cũng được. Chung cái này hay hơn cái kia. Tôi này vừa rồi nó phun đấy. Tôi này vừa rồi nó phun nhưng mà mất tiền, nó phun như này. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái bên bé nó chém gió nó khác. Cái này là cái này chém gió nó khác. Cánh do cánh của anh chứ là do cánh. Nước thì nước có cái gì mà chạy rồi. Sao sợ nó điều chỉnh nó bay vào. Cái hoa bảo có hơn 200 triệu mà cái phun thử của nó có nguyên giang rất thích nhỉ. Đấy là phun chi điểm cho cây trồng đấy. Bây giờ cái đấy là gì chứ? 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 Bây giờ cái đấy là gì chứ?